Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chuyên mục kể chuyện vụ án trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những câu chuyện phá án ly kỳ, những góc khuất của thế giới ngầm và hành trình truy tìm công lý đầy cam go của các cơ quan điều tra. Hành vi của hung thủ manh động và tàn nhẫn đến mức nào? Hậu quả của vụ án là gì? Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau vụ án này và cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về ai là thủ phạm. Từ xưa đến nay, dư luận đã chứng kiến nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong việc giành lại quyền thừa kế tài sản. Chỉ vì sự ích kỷ, ham của cải vật chất mà những giá trị truyền thống, nền nếp tốt đẹp bị đứt gãy, đảo lộn. Các thành viên trong gia đình sẵn sàng xâu xé, coi nhau như kẻ thù, thậm chí tước đoạt mạng sống của nhau chỉ để giành được miếng đất mà ông cha để lại. Tại Hà Nội nhiều năm về trước, một người mẹ kế đã nhẫn tâm thuê giang hồ để xử con chồng vì không có tên trong danh sách thừa kế. Trước ngày 25 tháng 8 năm 2010, tại khu vực dốc Dây Diều thuộc địa bàn xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, người dân bất ngờ phát hiện một nam giới đã tử vong và báo tin đến cơ quan công an. Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm pháp y, ra soát nhân chứng và tổ chức điều tra. Kết quả cho thấy vụ án xảy ra tại km 9+100 quốc lộ 35 thuộc khu vực lâm trường Sóc Sơn. Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, pha kẻ sọc xanh nhạt, túi áo ngực bên trái có một điện thoại di động Nokia 1208, vạt áo trước bên trái dính nhiều chất màu nâu vàng, quần ông màu đen, thắt lưng giả da màu nâu. Túi quần bên phải nạn nhân cất một ví da, trong ví có khoảng 1 triệu đồng, 3 đô la Mỹ, đăng ký xe máy Attila, một vé gửi xe của điểm giữ xe 51 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, một thẻ luật sư. Trên bụng nạn nhân có một chiếc giày da màu nâu, thắt lưng trái có đeo một bao da, bên trong có một điện thoại di động nhãn hiệu T-Mobile. Kết quả xét nghiệm của Khoa Hóa Pháp, Viện Pháp Y Quốc gia phát hiện thấy chất độc cyanua trong mẫu máu của nạn nhân. Cũng rất nhanh chóng, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Nhường, nguyên quán ở tổ 26, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, khi đó là cán bộ phòng pháp chế và kiểm soát tuần thủ của ngân hàng Techcombank. Như vậy, bước đầu cơ quan điều tra có thể kết luận đây là án mạng dùng thuốc độc có sự chuẩn bị từ trước, nạn nhân có thể đã bị đưa từ nơi khác đến và đặc biệt, vụ án không có dấu hiệu của vụ cướp tài sản. Các mũi trinh sát khẩn trương điều tra, lần theo những mối quan hệ của nạn nhân để truy tìm thủ phạm. Qua thu thập thông tin, cơ quan điều tra được biết, mẹ anh Nhường đã mất từ nhiều năm về trước, sau đó không lâu, bố anh cưới bà Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1968 ở tỉnh Thái Nguyên và có một con gái riêng vào năm 1990. Cuộc sống gia đình cũng không có gì mâu thuẫn quá lớn. Cho đến tháng 3 năm 2007 thì bố anh Nhường mất. Trước khi bố mất, từ tháng 1 năm 2016, anh Nhường đã viết bản di chúc cho bố mình ký với nội dung chia đều toàn bộ quyền sử dụng hai mảnh đất và công trình xây dựng trên hai mảnh đất đó cho ba cậu con trai vì đây là tài sản riêng của cá nhân ông trước khi kết hôn với bà Trinh. Vì anh Nhường đã từng tốt nghiệp đại học luật, làm luật sư nên các văn bản liên quan đến việc di chúc được làm rất chặt chẽ, đúng pháp luật. Chính vì thế, đương nhiên khi bố anh Nhường mất, căn cứ vào bản di chúc này, bà Nguyễn Thị Trinh và con gái không được hưởng thừa kế và phải chuyển đến tổ 10 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, nơi bà Trinh kinh doanh nhà nghỉ để sinh sống. Chính điều này đã gây ra mâu thuẫn gay gắt giữa mẹ kế và con chồng. Tháng 2 năm 2008, bà Trinh khởi kiện anh Nhường lên Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên giải quyết việc chia thừa kế. Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không được. Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Tòa án Nhân dân đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ kiện với lý do cần chờ kết quả xác minh nguồn gốc đất phát sinh trong thời gian tồn tại hôn nhân giữa bà Trinh và bố anh Nhường. Trong khi chờ phán quyết của tòa án, anh Nhường bất ngờ qua đời bởi loại chất kịch độc và được phát hiện bên đường. Nhận thấy vụ án mạng có liên quan đến mâu thuẫn gia đình, nên một mũi trinh sát đã tập trung điều tra vào bà mẹ kế Nguyễn Thị Trinh. Lúc này, trinh sát xác định Trinh đang cặp kè với Dương Quang Thái, sinh năm 1970, trú xã Tân Quang, huyện Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng Thái hay qua lại với đối tượng Nguyễn Sĩ Bắc, sinh năm 1971, ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lần theo manh mối các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đã xác định Trinh chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ án mạng trên với sự góp sức của nhiều đối tượng khác. Ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2010, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Sĩ Bắc, Nguyễn Thị Trinh cùng Dương Quang Thái, Đặng Anh Cương, sinh năm 1985 ở Hải Phòng và Bùi Văn Ninh, sinh năm 1957 ở Hải Phòng về tội giết người. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Duy Niêm ở Hải Phòng và Lê Nguyên Trường ở Bắc Ninh trước đó đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an huyện Đông Anh bắt giữ vì vi phạm pháp luật. Riêng Trần Quốc Việt ở Hải Phòng bị truy nã và đã bị bắt giữ sau đó. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Trinh khai, cay cú vì lấy chồng suốt gần 20 năm lại phải tay trắng ra đường.
Trinh đã nảy sinh ý định sát hại anh Nhường, người trực tiếp soạn thảo bản thừa kế, khiến mẹ con bà không được chia bất kỳ tài sản gì. Để thực hiện hành vi phạm tội, Trinh đã thông qua người tình là Dương Quang Thái để nhờ người thuê sát hại anh Nhường và được Nguyễn Sĩ Bắc đảm nhận trọn gói hợp đồng vụ này. Cái giá mà Bắc đưa ra đối với Trinh sau nhiều lần thỏa thuận là 160 triệu đồng. Sẵn lòng hận thù, Trinh đồng ý luôn với mọi giá và yêu cầu Bắc phải tìm, bắt giữ và giao anh Nhường cho Trinh và Thái tại khu vực qua trạm thu phí Sóc Sơn. Trinh đưa cho Bắc một tấm ảnh anh Nhường có ghi tên, số điện thoại của anh đằng sau ảnh và 50 triệu đồng đặt cọc. Thỏa thuận khi nào xong việc sẽ thanh toán nốt. Trong bản hợp đồng này, Bắc là kẻ môi giới chiếm lợi nhuận từ án mạng với số tiền 60 triệu đồng bằng cách liên hệ với Nguyễn Trọng Minh, quê ở Quảng Ninh, kẻ biết khá nhiều dân giang hồ. Tuy không trực tiếp tham gia, cũng không có lợi nhuận từ việc này, nhưng Minh vẫn giới thiệu cho Bắc gặp nhóm đối tượng trực tiếp nhận hợp đồng do Nguyễn Duy Niêm cầm đầu. Nhóm trực tiếp làm nhiệm vụ sát thủ gồm có 4 đối tượng: Nguyễn Duy Niêm, Bùi Văn Ninh, Trần Quốc Việt cùng Lê Nguyên Trường. Khi biết ngày 22 tháng 8 năm 2010, anh Nhường sẽ về Thái Nguyên để họp gia đình về việc phân chia thừa kế, tối ngày 21 tháng 8, Trinh đã hẹn Thái đến nhà, đưa cho Thái một lọ thủy tinh đựng chất độc cyanua, một đôi găng tay cao su, 110 triệu đồng và dặn Thái trước khi giao Nhường phải bắt nạn nhân uống thuốc độc. Thái báo cho Bắc để hẹn bọn Niêm 9 giờ hôm sau gặp nhau tại ngã Ba Kim Anh, Sóc Sơn để cùng đi lên Thái Nguyên nhận mặt, theo dõi và bắt anh Nhường. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi thấy anh Nhường bắt xe khách về Hà Nội, hai tên Niêm và Cương cũng theo lên xe khách, ngồi sau ghế anh Nhường, còn Ninh bám theo sau bằng xe taxi. Trên đường đi, Niêm liên lạc với Trường, hẹn ở ngã Ba Kim Anh để cùng tham gia. Tuy nhiên vì xe khách đông nên bọn chúng không thực hiện được hành vi tội ác. Sau khi theo dõi để biết nơi ở của anh Nhường tại Hà Nội, khoảng 6 giờ 30 ngày 24 tháng 8 năm 2010, nhóm Niêm đón taxi Mai Linh đến đứng chờ ở ngõ nhà anh Nhường. Khi thấy chiếc xe Attila do anh Nhường điều khiển chạy qua, Niêm lập tức giục taxi đuổi theo. Cẩn thận hơn, Trường còn xuống taxi và đi xe ôm theo sát chiếc Attila để tránh bị cắt đuôi do tắc đường. Khi anh Nhường dừng ăn sáng ở quán cà phê, thì các đối tượng cũng đậu xe ở gần đó. Thế rồi Trường, Việt, Cương tới gần chỗ anh Nhường, nói có người cần gặp và kéo anh ra khỏi quán. Vì quên lọ thuốc độc ở nhà, Niêm gọi cho Ninh bảo mang ra ngã ba Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, tới trạm thu phí cầu Thăng Long. Niêm lấy viên thuốc ra, bẻ một nửa cho vào chai nước, lừa anh Nhường uống. Xong anh không uống. Thấy xe càng ngày càng chạy vào chỗ heo hút, anh Nhường thắc mắc, sao lại vào đây? Lúc này các đối tượng mới hiện nguyên hình là những tên lưu manh. Đến đoạn đường vắng trên quốc lộ 35, ba tên đè anh Nhường ra bắt uống thuốc độc. Khi anh Nhường chống cự, chúng lấy chai thuốc đổ bằng được vào miệng nạn nhân. Do thuốc quá độc nên chỉ 30 giây sau thì anh Nhường không cử động được nữa. Khi xe tới chân dốc Dây Diều, Niêm bảo với Bắc đã cho anh Nhường uống thuốc. Bắc bảo Niêm thả anh Nhường xuống vệ đường, sẽ có người nhận. Thế rồi Bắc chở Niêm ra phố Nỉ gặp Thái để thanh toán tiền theo hợp đồng, kết thúc hành vi tội ác. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng với sự giúp đỡ tích cực của Viện Khoa học Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân về sự ra đi của bị hại, giúp cơ quan điều tra định hướng đúng tính chất của vụ án. Sau 22 ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an huyện Sóc Sơn, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh đã giải mã thành công vụ án bắt các đối tượng trả giá cho hành động dã man của mình. Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 5 năm 2011, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Trinh suốt 3 ngày liên tiếp. Bị cáo Nguyễn Thị Trinh khi phải đứng trước vành móng ngựa để trả lời những câu hỏi của tòa đã thường xuyên uốn éo người và khóc. Điều này gây ức chế cho những người có mặt tại tòa đến mức một vị hội thẩm nhân dân phải nói lớn rằng đề nghị bị cáo Trinh đứng nghiêm túc, đây không phải là nơi để bị cáo diễn kịch. Trong suốt phiên xử sơ thẩm, Trinh luôn mồm kêu oan rằng mình không cố ý sát hại anh Nhường, rằng từng viên thuốc giao cho Thái là thuốc ngủ, trong khi các lời khai tại cơ quan điều tra của Trinh trước đó thì đều khẳng định đó là viên thuốc đánh bà chó của một người thường xuyên đến nhà nghỉ của Trinh gửi lại. Và Trinh cũng biết đó là loại thuốc độc, nên khi giao thuốc cho Thái, Trinh đã đưa kèm một đôi găng tay với lời dặn, khi cho Nhường uống thuốc nhớ phải đeo găng tay. Nghe Trinh khai vậy, ngồi ở hàng ghế liền sau, Thái nhếch mép cười khẩy và liên tục lắc đầu thất vọng. Có lẽ Thái không ngờ được rằng người đàn bà đã từng là người tình của mình trước đó giờ lại đang cố gắng đổ mọi tội lỗi sang mình. Trong khi đó, khi phải trả lời câu hỏi của tòa là nhận lời giúp đỡ Trinh vì lý do gì thì Thái cúi mặt đáp rằng hoàn toàn vì tình cảm, bởi bị cáo không nhận được bất kỳ một đồng nào từ vụ việc này. Trước câu hỏi những lời bị cáo Trinh vừa khai có đúng không, Thái đã không ngần ngại trả lời hoàn toàn không đúng một chút nào, bị cáo Trinh đang chối tội. Thái nói viên thuốc Trinh đưa cho Thái là dạng cục giống như phèn và bao gồm cả một đôi găng tay. Đến lúc này, Trinh lại tiếp tục quanh co và phản lại chính lời khai của mình trước đó rằng
Bị cáo từ bé chưa uống thuốc bao giờ nên cũng không biết, chỉ thấy nó giống hình con nhộng, hơi bẹt bẹt. Bị cáo có đưa cho Thái găng tay, nhưng mà là đưa nhiều đôi vì trước đó bị cáo Thái có xin bị cáo vì nhà Thái làm nhà nghỉ nên cần nhiều găng tay để dọn dẹp. Một cặp tình nhân đã có những khoảng thời gian nồng nàn, thắm thiết bên nhau, vậy mà đứng trước vành móng ngựa, họ đã không ngại ngần đổ trách nhiệm cho nhau, chỉ đơn giản để dành về những điều lợi nhất cho mình. Từ bị cáo Thái đến bị cáo Bắc và những đồng phạm sau đó đều luôn mồm nói rằng mình bị lừa, rằng hoàn toàn không biết đó là thuốc độc, nếu biết thì đã không bao giờ làm việc đó. Về phía Trinh, dù là kẻ chủ mưu nhưng cũng không ngớt lời nói rằng chính mình cũng bị lừa, bởi lẽ Trinh chỉ nhờ Thái và cùng Thái tới nhờ Bắc, chứ không nghĩ lại có nhiều đồng bọn đến như vậy. Các bị cáo tại phiên tòa, giống như các diễn viên trên sân khấu, ai cũng muốn diễn sao cho vai diễn của mình bi lụy nhất để chứng tỏ sự vô tội của mình. Cuối cùng, Trinh bị tuyên án chung thân. Cùng mức án chung thân còn có hai bị cáo khác là Cương và Điêm, kẻ trực tiếp cho anh Nhượng uống thuốc độc. Người tình của Trinh là Thái bị phạt 16 năm tù, còn các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tới 18 năm tù giam. Luật sư bảo chữa cho Trinh đã khẳng định, phải thừa nhận Trinh có ý định thực hiện tội ác ngay từ đầu do uất ức vì bị con riêng của chồng đuổi ra khỏi nhà và không có ý định chia tài sản cho mẹ con Trinh. Nhưng mọi việc vẫn có thể khác đi và hậu quả sẽ không đau lòng đến thế nếu như Trinh không có ý định phạm tội đến cùng. Bởi lẽ sáng ngày 22 tháng 8 năm 2010, sau khi từ Hà Nội trở về Thái Nguyên, trong buổi họp gia đình bàn về việc phân chia tài sản có cả Trinh đến dự, anh Nhường đã đồng ý chia toàn bộ tài sản thành 4 phần, trong đó mẹ con Trinh cũng đã được một phần. Trong buổi họp hôm đó, Trinh đã tỏ ra rất vui vẻ và hài lòng với việc chia chác. Đáng lý ra, sau khi đã đạt được ý nguyện, Trinh phải gọi điện ngay cho người mà mình thuê để ám sát anh Nhường, dừng ngay mọi việc. Nhưng người đàn bà này lại không làm như thế, mà kệ cho sự việc đi theo đúng quỹ đạo như dự định ban đầu nên mới dẫn đến hậu quả đau lòng. Sự nhẫn tâm đến tàn độc của Trinh đã không chỉ làm mất đi một mạng người, mà khiến nhiều người khác, trong đó có Trinh, đã vướng vào vòng tù tội. Trước bản án dành cho Trinh, luật sư bảo chữa của bị cáo bày tỏ bản thân cảm thấy vô cùng tiếc, xót xa cho bị cáo. Luật sư nói, tôi cho rằng nguyên nhân bị cáo hành xử dã man không phải vì động cơ tranh chấp tài sản mà là do quá uất ức. Một người đàn bà đã từ hai mảnh tay không, kể chi con ghẻ, mẹ chung chồng người, nay bị con chồng ngược đãi, buộc phải bẽ bàng ra khỏi nhà chồng tay trắng, nên Trinh mới không kiềm chế được cơn tức giận và lòng thù hận. Để rồi tất cả ân nghĩa cũ vỡ tan tành, Trinh phải cả đời ôm nỗi ân hận trong tù, để lại con thơ nhèo nhóc. Giá như những người lớn biết kiềm chế lòng tham, biết suy xét kỹ để kịp dừng lại trước những việc làm sai trái, thì có thể đã tránh được thảm kịch.